ngành, đoàn thể tỉnh, các ủy chính quyền huyện Hiệp Hòa, rồi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng các cơ quan báo chí, truyền thông. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình lại lên phố huyện phối hợp hỗ trợ chia sẻ với mọi người nhé, là lễ hội bánh chưng Lan Vân nhé. Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem kênh của mình cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ kênh Chuyên Béo nhé. Đây là đài của huyện Hiệp Hòa mình. Sau chương trình kết nối các trung ương hôm nay, tôi rất mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban sở ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các hoạt động của phong trào kết nối đài do các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày càng hiệu quả, thành công, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu mọi người, mọi nhà. Đây đang phát biểu khai mạc lễ hội nhé. Trước thềm xuân mới tranh Việt Nam này. Cá nhám chám, gạo nếp cái hoa vàng Thái Sơn, chám đen Hoàng Vân, cải tiếu Mai Đình. Bên cạnh truyền thống văn hóa phong phú, huyện Hiệp Hòa còn mang trong mình truyền thống anh hùng cách mạng, là địa bàn chiến lược về quân sự với thế trận lòng dân vô cùng vững chắc, đã được Trung ương Đảng và Sứ ủy Bắc Kỳ lựa chọn xây dựng là an toàn khu thứ hai thời kỳ trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây là cửa ngõ quan trọng kết nối căn cứ địa miền Bắc với cơ sở và phong trào cách mạng ở miền xuôi. Mảnh đất này đã che chở an toàn cho rất nhiều vị tiền bối của Đảng hoạt động cách mạng như đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Văn Thái, Lê Hoàng, Lê Thanh Nghị, Hà Thị Quế. Quê hương Hiệp Hòa anh hùng còn vinh dự và tự hào là địa phương được đón Bác Hồ về thăm, dự và nói chuyện tại hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt 2 ngày 8 tháng 2 năm 1955 tại thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm. Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng cách mạng, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là huyện nông thôn mới năm 2021, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất năm 2020. Thank you.
tâm huyện Hiệp Hòa. Công ty cổ phần đầu tư Lâm Phong Group ủng hộ xét đề án 35 triệu đồng. Phát ủng hộ tất nhiên đài trị giá 75 triệu đồng. Và sau đây chúng tôi cũng xin mời những cá nhân sẽ cùng chuẩn bị từ sân khấu. Xin mời bạn Đào Thị Việt, thôn Trầm Tăng Tiến, thị xã Việt Yên. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì đi hội bánh chưng Vân ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đây. Cái hội truyền thống làng Vân bánh chưng Vân Quan nổi tiếng ở huyện Hiệp Hòa. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần may sắt của Hà Phong đã có nhiều đóng góp giúp đỡ người nghèo và chương trình an sinh xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2024 sẽ lên để. Và sau đây chúng tôi cũng xin mời các xã sẽ cùng di chuyển và chuẩn bị đến với phần tặng quà tại gian hàng Tết Nhân Ái. Và chúng tôi cũng xin mời xã Châu Minh, xã Hoàng Lương, xã Đông Bái, xã Thanh Vân, xã Thường Thắng chuẩn bị. Và chúng tôi cũng xin mời các xã còn lại, xã Xuân Cẩm, Hoàng Vân, Danh Thắng, thị trấn Thắng, xã Hợp Tịnh, Đồng Tân, thị trấn Bắc Lý, xã Lương Phong, xã Hoàng An, xã Đại Thành, xã Quang Minh, xã Hùng Sơn, xã Đông Lỗ, xã Mai Trung, xã Hoàng Thanh, xã Ngọc Sơn, xã Thái Sơn. Và chúng ta cũng chuẩn bị. Và chúng tôi sẽ mời 5 xã tiếp theo sau xã Hương Lâm, Mai Đình, Hòa Sơn. Xin được mời xã Trung Minh, xã Hoàng Lương, xã Đoan Bái, xã Thanh Vân và xã Thường Thắng chuẩn bị. Và thưa quý vị thân mến, và sau khi trao quà dành cho các gian hàng tất nhân ái đến từ những quý vị đại biểu, thì chúng tôi cũng sẽ được mời đại biểu khách quý, chúng ta cũng sẽ cùng chuẩn bị để di chuyển ra những phương tiện, những chiếc ô tô đã được chuẩn bị ở vị trí phía bên ngoài trước tượng đài. Xã Hưng Lâm. Thank you.
Chị không xét được đâu ạ. Thank you.
Số là 50.000 thôi. 50.000 một chiếc.